Theo con nước lũ, ốc bưu vàng sinh sôi phát triển trên nhiều cánh đồng ngập nước. Đây cũng là thời điểm người dân tập trung đi bắt ốc bưu vàng kiếm thêm thu nhập. Nhiều người dân bắt ốc bưu vàng ở huyện Đầu Nguồn Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết đây là nghề làm chơi ăn thiệt, bởi mùa nước nổi là môi trường thuận lợi để ốc bưu vàng phát triển nhiều. Chỉ bỏ công vài giờ đi bắt trên các cánh đồng xả lũ là có thể thu được khoảng 100 kg mỗi ngày. Có người bắt ốc để làm thức ăn cho lương, vịt, cũng có người đem bán để tăng thu nhập giá ốc chưa qua sơ chế là 4.000 đồng một ký. Riêng ốc đã qua sơ chế, luộc tách vỏ, lấy ruột, giao động từ 8.000 đến 10.000 đồng một ký. Mỗi ngày, một người có thể thu nhập khoảng 400.000 đồng.